Mỹ nó hoài. Lên đi, ơi. Ngồi dưới nước hoài. Cho vô, cho vậy nè. Chậm chậm với nghe kỹ nha. Rồi, xài bỏ đi. Ngồi tiếp bằng được. Ngồi vậy nè. Vậy cái chân của tao. Nó ngồi không có được. Ngồi nhiều không có được. Ngồi vậy không mà. Chào. Lai, lai. Hay vai hả? Đầu quá, mà giống em tôi mà giống bạn. Mập đến đầu trận. Cái đầu quá. Chị đi ta dài công nhận. Trời ơi, dính rồi. Ướt ngon á, công của em yêu sắc đó. Mày ra ngoài mày ngồi. Em yêu ơi. Em yêu. Bạn trước đi. Trời ơi. Không phải bạn bè, tóc quá ăn luôn. Có đặng cao nó không có. Ừ. Nó chiên mình coi cho là bị chiên nhiều vậy? Ừ. Để nó chiên rồi nó chiên xong rồi. Chiên hả? Phải nó chiên từ nãy rồi. Chiên nó bình tĩnh tên. Em Mỹ Phượng đâu rồi? Em Mỹ Phượng còn đang chiên cá. Đã lấy ra một cá. Không phải đâu, không phải ơi. Tối nay ăn tình nè, ăn nhiều hơn tháng nha. Nãy giờ chén chưa hết được không? Hai chén là ba nội. Có gì nhỏ lửa, nó khét á. Cái cao hơn, bánh tâm trận ở dưới. Sao nó muốn mà ăn rồi ta? Đó thấy hả? Không thấy ta. Con là làm con cá được. Em. Được.
Nãy đang đói mà. Thảo đói luôn. Thì đó cũng không cũng ngon. Cái da mồi trong con mắt à. Ớt đó gấp nguyên cọng ăn luôn. Ớt thì ăn gì? Da ớt nào? Trời. Ớt nhỏ mình mở hai bị hai đứa này nó hết việc rồi là chưa thấy rồi. Bye bye. Đi xong rồi á. Liên quan đó là câu ế. Đúng là câu đó sao? Đã làm cưới là nó lục câu, nó không sao rồi, nó không đặt rồi lần này cái câu còn phải sâu. Câu nó còn gì? Câu mà đẹp 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 luôn á. Câu đâu nó mới bỏ đường vô á. Còn lâu lắm à. Hả? Nè ai đỡ cái cho. Ai nói chưa? Ăn lại đi, gái ăn uống nhiều không rồi. Nghe đó là không biết luôn á. Múc không ơi? Chuyện gì đó thì kêu qua đi. Kêu ra hả? Em múc đó. Em múc đây. Em múc cái tên vậy? Gì? Cười đó. 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 Kệ, chai đen cho nó mặn nè. Nhắm cho nó bỏ lửa. Chàm đen thì nữa mình đi tâm trái. Cảm ơn tâm trái nha. Thôi là bị chia. Chia không? Chắc hay quá. Chính chưa? Chia mấy đứa yếu chiều qua mấy đứa khác hả? Chia mấy đứa thì sao? Mình nghe nói một pháp á. Đó mới xong thích làm cái gì mà. Đó mình có hai người ạ. Ai khó cho mẹ ơi, còn nó dễ lắm. Có, sổ là có một con. Còn còn bà ơi. Ông thầy cái tư ông chồng sao lại ở đây ạ? Ông chồng đi lại nhiều quá nhiều bây giờ. Sáng thứ năm chị nó học cái gì vậy? 11 á. Rồi không có. Cô Liên ăn dạy còn được. Không có đi hả? Đừng tử à. Đừng đi sáng thứ năm mà. Em bảo cô Liên ngày dạy là lớp 8 10 tuổi lên luôn á. Ôi đừng em ơi. Đừng đó. Hai môn nào cũng được, có một môn đó. À còn học thì hai môn nào không có nhận đâu nữa chứ. Có cái mầm bí xuống rồi. Cái là cái có mầm bí cho mình nó lại tốt mà khỏi phát thảy mà. Nói cái này nó mình ông cái bị có. Bữa cho nghỉ trả con kem nói chuyện không? Ờ đây đây. Ông làm gặp khó hơn cái học kỳ rồi. Nhưng mà mình ăn cái chạy rồi. Ai mà mình ăn ăn tôi. Tôi nói nhà như vậy mà rõ vô. Cái nằm cho thi à. Thì hỏi thằng có mấy kia. Có thì thằng có môn quá lên được không biết một. Không biết hai. Môn văn lên được không biết năm. Rồi môn quá tao xuống môn quá tao hiền. Có môn 1, 2, hết. Môn quá thì môn có một số 1.5. Ý đâu 1.5, số 1.7, 1.8 vậy. Quá mày. Ừ, học cái hai bộ học cái nào thứ năm mà cái với môn kỹ thuật lên được 0.5 rồi như gọi môn nào cũng 0.9 0.9 một cái không rồi lên giờ không lên là giận đó lên học thì muốn lên đi vậy mày xin giáo viên bạn trai lắm bạn đi vậy em cảm phiền cá đó là đi xấu rồi đẹp thôi để sao chém hả được rồi mà chém hả rồi cứ việc người cá chứ mà đi cùng giải nha rồi để sư bà thay xuống rồi giải chứ rồi đi sư bà thay cho nó khỏi cho mày đi. Nó bị nó phở cho tao. Đưa ra, đưa ra. Cái giấy cho bà đang muối. Rồi, rồi. Rồi gấp cho con cái cục lại. Cho nhiều mấy cái chén lại đây. Lấy đũa đây, lấy đũa đây, lấy đũa. Còn lấy đũa. Qua bên này là Thảo ơi. Rồi hết cơm rồi. Qua đây là Thảo. Lấp lầm này. Ai ăn cái đũa nha. Tới rồi. Nè. Tới đâu? Nãy giờ mới tới coi
tao nè. Chuyện hai cái chén đó. Tại sao thấy xương sóc không trời? Trời ơi, nặng quá thế. Thương. Cái nào ăn nửa chén đây? Thì ăn năm nửa luôn á. Chén. Lo, cái đó lại cho mình đi. Chén bằng xương. Nào. Lấy chén lên. Thầy bông còn có mình tao mày còn gạt chắc cuối. Nó qua chứ bông gì. Chắc lỡ mà, tha bộ à. Không lại nhà đủ luôn rồi. Trời ơi nhà nó đâu. Chứ không kha biết mà thôi. Mày gửi lên đi. Chưa biết thì tới. Rồi mày ngồi bên đó coi liền quá. Không. Nhớ ăn cái gì. Được rồi. Đủ nó đi đâu rồi. Chịu đi ăn. Nó đang cả. Cái đang cho, nó đang cho. Nó ngồi xuống. Nó không có cả rồi, phải ăn nữa. Trời ơi, cái kiểu này. Chứ đâu có. Thôi nha. Bây giờ thả nãy tiêu 2 lít nào, thả chơi lít rưỡi. Nãy 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 rồi. Thôi mà nó nhân đi. Con gà khác mày. Nhâm 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 cha làm con ngựa. Vô con. Ủa sao đã hai bạn nó mà kỳ dạ? Ôi, nó đây có mồi rồi đây.
Trước đi. Xin chào quý vị các bạn, chúng tôi là đoàn du lịch từ Mỹ sang Việt Nam. Dạ. Với sự dẫn dắt của nhân viên Hoàng Kha. Cái đoàn người vui vẻ đi về. Không phải cái đoàn sau một trận. See you again. Tạm biệt nha. Bye. Tạm biệt. Ở nước đó là hẹn gặp lại. See you later. Đứng đây đi. Dạ, bắt đầu vô phim nữa rồi. Chúc một ngày tốt lành. Lòng nhỏ được đây. Nghe chụp hình đứng sao mà chừng trái phim uổng lắm nghe. Chụp đi. Rồi thôi, thấy chưa? Tối mặt quá rồi đó. Chưa? Chụp tướng quá không? Đây mấy bạn ơi. Được chưa? Rồi. Tê, xếp ra tê. Chuyện dính lùm la nha. Mấy hành đâu được, này em quay. Chụp hai bạn chụp đi. Kệ, thước phim này đừng đô vui rồi. Kìa, đứng chỗ cầm kìa, lên giờ mình cũng đứng đi. Kìa, kìa. Ai vậy?